Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với video hành trình tự học của mình. Trong video này mình sẽ tiếp tục những tự học liên quan chủ đề về tiếng Trung. Mình học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 6 quyển của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Và trong video này thì mình sẽ học quyển số 2, giáo trình Hán ngữ quyển 2. Thì chắc là mình sẽ ôn bài một chút, ôn lại những cái phần bài của mình đã học. Sau đó thì để xem là nội dung ôn tập có nhiều không đã. Thì mình cũng thấy có cũng nhiều nhiều đấy, cũng nhiều nhiều bài cần phải ôn đấy. Ok, thì bây giờ mình cùng xem. Hôm trước thì mình đã ôn lại bài số 17 rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ôn bài số 18. Thì các bạn cùng theo dõi mình luôn nhé. Mình vừa mở đây là file PDF của quyển giáo trình 2. Thực ra nó cũng chỉ là cái bản kiểu photo do scan lại thôi, nên có một vài chỗ thì nó cũng hơi mờ, ý là chất lượng của nó thì không tốt lắm, nhưng mà về cơ bản thì mình vẫn có thể nhìn rõ được nội dung của sách nó viết cái gì. Chỉ có phần hình ảnh thì không tốt lắm, nhưng mà thực ra thì mình cũng không quan trọng cái phần này lắm đâu. Ok, thì bây giờ mình cùng xem nội dung của bài luôn nhé. Tất nhiên là học được đó. Sách ra vừa rồi. Nói chung là mình cứ lướt qua một lượt những cái bài nào mình cảm giác mà mình học rồi, mình làm ok rồi thì mình có thể lướt qua nhanh nhanh một chút. Còn những cái bài nào mà nó chưa ổn lắm thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Ok. Cái là nhích cái máy dùng một chút. Ok, giờ là bài số 17. Mã Lì chủ trào Mai Khe. Tha vân Mai Khe de thủ vụ Ai Đờ Hóa. Mai Khe zài bù zài su sơ. Mai Khe zài su sơ ma? Zài. 他在做什么呢？我出来的时候，他正在听音乐呢。 玛丽到麦克宿舍。 你是不是在听音乐呢？ 没有，我正听课文录音呢。下午你有事吗？ 没有事。我们一起去书店好吗？ 你要买什么书？ 我想买一本汉英词典。咱们怎么去呢？ 坐车去吧。今天星期六，坐车太挤，骑车去怎么样？ 行。 Đây là cái đoạn hội thoại thứ nhất nha. Giờ đến đoạn hội thoại thứ hai. Tiêu đề là gì? 谁叫你们语法? 谁叫你们语法? Ai dạy ngữ pháp cho các bạn? Mà Ly, 你们有几门课? 现在只有四门课：综合课、口语课、听力课和阅读课。综合，有文化课和体育课吗？
没有。李老师叫你们什么？李老师教你们什么？他教我们听力和阅读。谁教你们综合课和口语课？王老师。OK, thì đây là cái phần khẩu vấn của bài số 17. Phần sống xứ, nói chung là mình sẽ cố gắng không nhìn vào cái phần bên pinyin với lại cả ngữ pháp, à với lại cả nghĩa. Pinyin và nghĩa mình sẽ chèo lại, mình sẽ lấy phần vỏ, mình chèo bên này. Mình sẽ đọc phần Hán tự luôn. Chạy, chu lái là tới đây, kiểu ra ngoài, đi ra ngoài, chu lái, lái đến trong trại. Bây giờ đang làm gì đấy? Yên nhuệ, yên nhuệ, âm nhạc, mấy ạ? Không có, trong đang đi lùi yên kiểu ghi âm sự, việc, công việc, sưu tiền, hiệu sách, nhà sách, xiang muốn, khan yên Trung Anh, kiểu khan yên sử tiện, dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh ấy. Chùa từ đây là gì ta? Chỉ đông đúc. Chí đạp xe cưỡi ngựa. Xiếng mấn khửa trung khứa khẩu dị thính lý, nghệ tú, văn hóa, thể dục, giao. Ok, hết rồi. Bỏ hết xuống được rồi.
Cuối mỗi cái bài học này thì đều có một phần, hầu như đều có một cái phần kiểu bài luyện tập để nhận biết hán tự đọc, diễn đạt cả đoạn văn này này. Đấy, bài này thì nó cũng khá dài đấy, so với những cái bài khác thì cũng dài, nhưng mà nói chung là nó sẽ tổng hợp lại những cái từ mà mình đã học ở trên bài rồi, và xuống đây là nó kiểu là gộp thành một bài, là mình vừa tổng hợp lại hết được những cái phần nội dung từ vựng các thứ, mẫu câu, cách hỏi, trả lời ở bên trên thôi. Thì ra mình cùng đọc thử bài nào nhé. Dài quá. Uống miếng nước lấy hơi nào. Kỳ lạ. Đầu tiên gọi lại khăn khăn. Máu lì lái à, đúng rồi, máu lì lái cháu của tớ tuệ à. Bà lì lái cháu của tớ sứ khẩu, bà lì lái cháu của tớ sứ khẩu. 我正在听课文旅译呢，我问他有什么事，他说下午要去书店买书，问我想不想跟他一起去，我也正想去书店，我问他要买什么书，他说。 他没有汉英词典，想买一本，我也想买一本汉英词典。我问他怎么去，他说坐车去。我说今天星期六，坐车太挤，书店不太远，骑车去。 比较好，他说行，下午我们一起骑车去书店。 À, chưa được ok lắm. Đọc có một vài chỗ mình thấy mình chưa đúng lắm. Thì nói chung là gì ra cái đoạn này, nó là mà lên lái cháu của tờ sứ khẩu, có nghĩa là khi mà Mary đến tìm tôi thì 我正在听课文绿印呢。 Tôi đang nghe ghi âm bài khóa. Tôi hỏi cô ấy là có việc gì. Ta xua xia wu yao chi su dian mai su. Cô ấy nói là buổi chiều thì muốn đến hiệu sách để mua sách. Wen wo xiang bu xiang gen ta yi qi qu. Hỏi tôi là có muốn cùng cô ấy đi không. Wo ye 正想去书店, tôi cũng muốn đến hiệu sách. 我问他要买什么书, tôi hỏi cô ấy là muốn mua sách gì. 他说他没有汉译词典, thì cô nói là cô ấy không có quyển từ điển Hán Anh ấy. 想买一本, muốn mua một quyển. 我也想买一本汉译词典, tôi cũng muốn mua một quyển từ điển Hàn Anh. Tôi hỏi cô ấy là đi như thế nào, đi bằng cách nào, thì cô ấy nói là đi xe, ngồi xe đi thôi. 我说今天星期六坐车太挤，书店不太远，骑车去比较好. Nghĩa là hôm nay星期六, nghĩa hôm nay là thứ bảy, ngồi xe thì sẽ chắc chắn là sẽ đông đúc, kiểu ở câu này nó sẽ là dù ở trưa thai chị đi xe thì đông lắm, đi xe thì quá là đông. Số tiền bú thai yuan, hiệu sách thì không quá xa. Chí trưa chỉ bị treo khó, nghĩa là đi đạp xe đi thì sẽ tốt hơn. Tha xua xiếng, nghĩa là cô ấy nói là đồng ý. Xa hủ của mình y chỉ chí trưa chỉ số tiền,
buổi chiều thì chúng tôi cùng nhau đạp xe đến hiệu sách. Trời ơi. Đúng nha, mình đã từ thôi. Mã Ly lái tráo của đã sứ khẩu của trong tài kinh khở vấn lưu yên nọ của quân tha dọc sớm sự tha xua xa vũ yào chi su biên mã su quân của chẳng bù chẳng cân tha y chỉ chi của dễ trông chẳng chi su biên của quân tha yào mã sớm su tha xua Ta mấy yếu khăn yên sử điện. Xiang mã y bẩn. Wo ye xiang mã y bẩn khăn yên sử điện. Wo wen ta zen me qi. Ta shuo duo che qi. Wo shuo jin tian xin qi liu. Duo che tai ji. Shu tie, shu dian. Shu dian bu tai yuan. Qi che qi bi qiao hao. Ta shuo xing. 下午我们一起骑车去书店。 Ok rồi. Đó là đoạn đầu tiên. Mình đến với đoạn tiếp theo, đoạn số 2. Đoạn nội dung số 2, đây có hai đoạn nha. Đoạn số 2 thì sẽ ngắn thôi, nhưng mà đây nó kiểu có một vài từ vựng mới. Thì họ cũng mở ngoặc pinyin và nghĩa bằng tiếng Anh bên cạnh mình rồi. Thì từ đầu tiên là từ điện thoại khả. Điện thoại khả thì mình hiểu từ này, từ điện thoại thì mình biết rồi, nó nghĩa điện thoại. Điện thoại từ này mình gặp cũng nhiều rồi, nghe cũng nhiều. Còn từ khả thì nghe nó hơi lạ một chút đúng không? Nhưng mà bởi vì mình học ở trong Duolingo ấy, thì mình được biết về những cái từ mà xin dùng khả. Xin dùng khả nó là gì? Là thẻ tín dụng. Thì cái từ khả này nó nghĩa thẻ. Card tiếng Anh á, card, khả, xin dùng khả là thẻ tín dụng, còn điện thoại khả là thẻ điện thoại. Tiếp theo mình có từ phục vụ viên là phục vụ, là nhân viên, kiểu người nhân viên phục vụ ấy, nhân viên hỗ trợ mình trong nhà hàng, trong cửa hàng các thứ ấy. Bây giờ mình cùng đến đoạn thứ hai luôn nhá.
玛丽要买电话卡，她问服务员：“小姐，有电话卡吗？” 小姐问：“你要100块的还是要50块的？” 玛丽说：“我要100块的。”小姐问：“要几张？” 玛丽说：“只要一张。” Kia, nghĩa là Mary muốn mua thẻ điện thoại. Cô ấy hỏi nhân viên phục vụ: "Xiao chị, yǒu điện thoại khả ma? Chị ơi, có thẻ điện thoại không?" Xiao chị hỏi: "Nǐ yào 100 kuài de hǎn shì 50 kuài de?" "Nǐ yào 100 kuài de hǎn shì yào 50 kuài de?" Thì chị hỏi là em muốn thẻ 100 hay là thẻ 50. Mary nói: "Tôi yào 100 kuài de." Mary nói là em muốn thẻ 100. Xiao chị hỏi: "Yào chǐ zhāng?" Thì chị hỏi là muốn mấy cái. Mary nói: "Chỉ yào 1 zhāng." Nghĩa là Mary trả lời là chỉ muốn một cái thôi, một tấm thôi. Tiếp tục nhé. Chuyện này còn nhiều hết rồi. Ok, thuận lợi. Chuyện nó 18. "我去邮局寄包裹." Tôi đến bưu điện để gửi bưu phẩm.
Alo, hình như là mình mới phát cái gì đấy trên này. Oh my god. Không 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 rồi. Lạ rồi. Bài số 18. Welcome to lesson 18. À, thực ra mình phải học từ buổi trước nhé. Không phải là những bài này mình học rồi, nhưng bây giờ mình bùng một cái được bắt mình thả mình vào cái bài kia để mình đọc bài luôn, đọc bài khóa luôn thì mình không có đọc được bởi vì mình quên Hán tự rồi. Hán tự là khó quá ông, mình không thể nhớ được Hán tự. Thế bây giờ mình sẽ phải ôn lại Hán tự của bài 18 trước, sau đó mình nói chuyện bài khóa nha. Trời ơi, lại là Hán tự. Oh my god. Oh my Hán tự. Bố chí yếu chí chỉ bao bộ. Ok lá. Từ đầu tiên mình có từ bao của. Từ bao của đó là parcel package, nó là cái mình nó là gì, nó là cái bọc hàng, cái bưu kiện, cái gói hàng, bao của. Tiếp theo mình có từ thuận tiện. Thuận tiện, thuận tiện, thuận tiện. Từ từ, cái bút mình đâu nhỉ, phải ghi bài thôi, mình ghi là quên hết. Vũ trị yếu trí chi bao của Duy chén. Mình còn một từ mình hiểu từ này đâu ra. Duy chén. Duy chén, nếu mình nhớ không nhầm từ này không có trong phần song xứ của bài này. Không biết là ở trên phần câu huấn có không, mà mình lại có cái từ này trong phần bài học mình đã từng học qua, là mình có ghi từ này trong phần song xứ. Nghĩa song xứ trong vở thì có, nhưng trong bộ ghi chép của mình thì có, nhưng mà xương sứ trong bài thì không phải. Chắc là xuất hiện đâu đấy thì mình mới học, mình mới ghi vào đấy. Vì sao này mình vẫn phải học Hán tự, là chép Hán tự các bạn ạ. Chép nha, chép lại Hán tự. Em đau đầu thế, tự nhiên thấy đau đầu ngang luôn. Hết vở luôn rồi, biết không bạn mới. Bắt đầu lại mới nhá, đáng nhẽ mình phải mang một quyển vở đã cho Hán tự chứ. Quyển vở này đáng nhẽ mình là mình định để quyển vở mới này để gọi là ghi cái
bài khóa mới, nghĩa là mình học đến bài 20 rồi mình đang muốn ghi bài khóa đến từ bài 21, từ bài 21 trở đi mình ghi là những cái bài khóa mới. Thì mình ghi với quyển này, bây giờ tự nhiên mình lôi ra để viết luyện Hán tự. Đau đầu quá. Đau đầu. Mình cũng vô mũi quá. Rồi lát đi ngủ mình cũng định nó chích cho coi. Cho nó mũi ơi. Qua đây coi. Qua đây con đây. Phải đâu à? Cứ chép cho các bạn. Đến đâu hành đấy nha. Y chien gặp phải, gặp mặt ai đấy. Mình sẽ dùng từ y chien. Y chien. Y chien. Gặp phải, gặp mặt. Rồi đọc. Chiên thì từ chiên là gặp ấy, thì từ này mình cũng cũng dùng nhiều rồi, chỉ có từ gì là nó mới lạ thôi. Thì mình đang cố gắng để viết nó đẹp ấy, nhưng mà nó lạ lắm các bạn. Nhưng mà may là mình mới tậu được một cái bút biết là mượt ấy, nên là ngoáng cũng vui, ngoáng cũng chơi tay đấy. Tiếp theo mình có từ bao của. Bao của nghĩa là ở lấy, mình giải thích rồi, gọi đi. Bao của, từ của ấy viết nào? Cần mình xem. Bao của. Bao của. Nhìn thấy con quái biết hơn luôn đấy. Hiểu rồi. Bao của. Bao của là mình có gì gì, nó là ở trong bài này nó là bưu phẩm đi, kiện hàng, bưu phẩm, gọi gì là gì nữa, nghĩa nó kiểu kiểu như thế đó. Bao của. Rõ ràng là mình viết Hán tự không đẹp, không hề đẹp. Thực ra thì nó không quan trọng, mình chỉ cần nhớ thôi, nhớ Hán tự đã. Chứ bây giờ nhớ còn chưa nhớ được thì mình ra đòi biết đẹp được chơi. Hay là nhớ đâu biết đẹp đấy nhỉ? Mình không biết đâu. Chịu được. Quá nhiều thứ vậy cần nhắc. Ok, từ tiếp mình có từ xuân biên. Xuân biên là thuận tiện. Xuân biên kiểu thuận tiện thì nghe nó hơi, mình sẽ dùng như kiểu là gọi là gì nhỉ, mình không hiểu, mình không biết gọi từ ấy nó là loại từ gì, nhưng kiểu là tiện thể, có thể là tiện thể làm cái gì đấy, nhân tiện, tiện thể, nhân tiện, tiện thể, mình không biết xếp nó vào danh từ động từ hay tính từ đó. Nhưng nói chung là xuân biên là tiện thể nhá, hoặc là thuận tiện, xuân biên thuận tiện, thì là thuận tiện thì nó nghe kiểu là nói cái âm Hán Việt của mình là thuận tiện với xuân tiện,
Nghe là giống nhau mà đúng không? Ok, thuận tiện là thuận tiện, chân tiện, tiện thể. Tiếp theo mình có từ gì nữa là từ chỉ. Chỉ, từ xuất hiện trong bài chỉ bao của. Chỉ, của. Từ chỉ có nghĩa là gửi nha. Chỉ. Chi có nghĩa là gửi. Tiếp theo mình có từ yi hui là một lát, một chút, một lúc nữa yi hui, một lúc nữa, một lát nữa, một chút nữa. Nó đều có thể dùng là yi hui. Mình cần biết lại cái từ này không ta? Từ này cũng dễ mà. Từ thi có nghĩa thay vào đây, thay vào là thay thế. Mình dùng từ thi. À, đọc phải là đọc, nó phải đọc là thi mới đúng. Thi. Tiết kiệm dưới. Sắp hết dưới rồi. Bên dưới là bộ bài. Bộ nhật chứ. Ok, thì thì là thay thế.
kèo trong kèo liền tách ra nó nghĩa là phiếu làm vé nha, vé máy bay đồ phiếu đồ đó, thì mình dùng từ kèo. Trong cái bài này thì từ kèo nó được ghép với từ dấu dấu kèo. Dấu kèo như lúc thực ra từ kèo này nó đâu có, nó dịch ra là vé là phiếu là gọi là gì nhỉ, những cái giúp mình có thể di chuyển trên những cái phương tiện đấy. Theo thì tem nó cũng là một cái dạng như thế, nó không giúp mình di chuyển mà nó giúp cái bức thư di chuyển. Ý là tem thì mình cũng sẽ dùng theo nha, vé phiếu tem thì là theo. Thì tem nó sẽ là dấu theo, dấu trong dấu chí, theo trong theo đẹp. Dấu theo dấu theo nghĩa là tem, vì đơn giản là đưa cái từ dấu trong dấu trí đặt đằng trước từ theo có nghĩa là vé là phiếu. Thì ví dụ mình có thể hiểu đơn giản là phiếu vé của bưu điện nó sẽ là tem, thế thôi. Từ tiếp theo mình học ở đây là từ báo chí. Báo chí, từ báo chí có nghĩa là báo, báo chí hoặc là báo, mình đều dùng là báo chí hoặc là báo. Từ báo đứng riêng nó cũng nghĩa là báo, hoặc mình sẽ dùng cả là báo chí là báo chí luôn. Tiếp theo mình có từ chi nhánh bao. Chi nhánh, từ chi nhánh đi, từ chi nhánh là thanh niên. Chi nhánh, chi nhánh là thanh niên. Ví dụ mình có báo thanh niên thì mình sẽ nói là chi nhánh bao. Chi nhánh bao sẽ là báo thanh niên. Từ chi nhánh đứng riêng nó là thanh niên, còn từ nhánh chim, nhánh chim thì sẽ là trẻ. Mình chỉ đổi ngược lại thôi, nhén chim chi nhén. Trong bài này thì mình học là chi nhén nha. Chim nhén.
Từ tiếp theo là từ phần. Phần, phần đây có nghĩa là phần, là suất, là tờ. Thực ra thì dịch là tờ thì nó hơi sai sai, nhưng mà thực ra ấy, nó là gọi là gì nhỉ? Tá nào ta? Báo. Thường các bạn, nếu như bạn nào mà ngày xưa hoặc là nhà đã từng mà đặt báo theo quý, hoặc là mua, đúng rồi, kiểu đặt báo theo quý, hoặc là theo, ý là mua báo theo quý thì nghĩa là trong một quý đấy, hoặc là theo tháng, trong một tháng đấy là ngày nào người ta cũng mang báo đi giao cho các bạn ấy, thì cái số lượng báo mà được chia ra ấy, được mang đi để đi đưa cho, để giao cho khách hàng đã đặt ấy, thì được tính là mỗi một khách hàng thì là một phần, gọi là chia, kiểu là chia suất đấy. Thì là cái số lượng báo làm ra nó phải đảm bảo đủ, là đáp ứng được ít nhất là số lượng báo đặt trước, thì số lượng báo đặt trước đấy sẽ tính là, ví dụ là 100 người đặt mỗi ngày phải giao thì sẽ tính là 100 suất. Thì cái suất báo, người ta gọi là suất báo, phần báo, thì sẽ dùng là phần. Phần thì đây chính là cái từ để chỉ cho cái kiểu suất, suất báo đấy. Phần. Tiếp theo mình có từ ná. Ná là cầm, lấy, ná. Ná. Ná là cầm, là lấy. Dùng thì là dùng, nhưng mà bú dùng thì là không cần nhá. Mình dịch là không cần. Không dùng, thực ra bú dùng sẽ là không dùng, không dùng đến, thì nghĩa là không cần đến nó. Thì mình vẫn cứ dịch là không cần thôi. Bú dùng không cần. Đấy, không cần biết luôn. Mình cả hai từ nhỏ đơn này mình đều biết rồi, nhớ rồi ấy. Tiếp theo mình có từ lỷ xiếm. Lỷ xiếm. Lỷ xiếm là du lịch. Lỷ xiếm là du lịch. Tuy nhiên cái từ này mình khá là bận khoăn, bởi vì vẫn chưa tìm được, vẫn chưa hỏi được ai. Bởi vì sao? Ở trong ở trong học tiếng Trung bằng Duolingo thì mình học cái từ dùng là du lịch, đó là lỷ yếu chứ không phải là lỷ xiếm. Thì mình không hiểu là hai từ này nó không giống nhau hay khác nhau gì không. Lỷ xiếm và lỷ yếu thì trong bài này thì nó dùng là lỷ xiếm là đi du lịch nhá. Còn con cú xanh kia nó dạy mình là lỷ yếu là du lịch. Nếu bạn băn khoăn con cú xanh, không biết con cú xanh là gì, bạn có thể lên Google search nhé, đảm bảo nó ra luôn á.
Bị xiến, tôi xiến mình biết rồi. Xiến không gì lạ nữa rồi. Xiến, tôi xiến các thứ đó. Từ vựng tiếp theo mình học là từ đại biểu. Đại biểu là đại biểu. Đại biểu, đại biểu. Một từ tiếp là từ san quan. San quan là tham quan nha. San quan.
Trăng gọi là Thượng Hải. Trời ơi, quên cả bộ ba chấm thủy đằng trước luôn. À, thật đấy. Quên ba chấm thủy dành từ mấy. Tiếp theo mình có từ Phan Nhi. Phan Nhi, ôi cái từ này khó thế. Cái từ này biết lại luôn đấy. Lại biết luôn đấy, nhiều nét quá hả? Phan Nhi là phiên dịch. Phan Nhi, phiên dịch. Phan Nhi, Phan Nhi. Để xem có viết lại được không nha. Y vẫn không nhớ. Lại có lỗi. Ok, nhớ rồi. Phan Nhi. Phiên dịch. Ok. Tiếp theo mình có từ Tang. Tang. Tang là làm. Làm nghề gì đấy. Xử lý công việc, làm việc như một kiểu là mình sẽ có là xử lý công việc của những là tan. Ok, video hành trình của mình cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc video này ở đây và hẹn gặp các bạn những video tiếp theo để mình tiếp tục ôn tập và học tiếp về các bài khóa trong quyển giáo trình Hán ngữ quyển 2 của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh này nhé. Thì ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video hành trình tự học này của mình, cũng như là những video trước
Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video tiếp theo, và để đón chờ những cái thông tin về những video mới nhất thì các bạn hãy đến đăng ký kênh để nhận thông báo nhé. Ok, chào chị em, chào.